Một thông tin đáng chú ý với các em thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào các trường đại học thuộc khối ngành đào tạo sức khỏe, đó là từ năm nay thì khối ngành này sẽ có ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào riêng. Quy định này được áp dụng khi vài năm trước đây, một số trường thuộc khối ngành này công bố điểm sàn ở mức thấp làm dấy lên những lo ngại về chất lượng tuyển sinh không đảm bảo. Năm nay tình hình tuyển sinh vào khối ngành này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi trong phóng sự sau đây. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các trường đại học thuộc khối ngành sức khỏe, hàng loạt trường đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển của mình. Hầu hết đều nhận hồ sơ theo mức điểm sàn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, như y khoa, răng hàm mặt 21 điểm, y học cổ truyền và dược 20 điểm, các ngành còn lại 18 điểm. Các ngành khoa học sức khỏe có chuẩn năng lực đầu vào, và tôi cho đó là một cái quyết định hợp lý, và tôi nghĩ đó là một trong những cái tiêu chí quan trọng để đảm bảo cái chất lượng đầu vào đủ để sinh viên có thể học tập ngành y và để đảm bảo cái chất lượng đầu ra. Với mức điểm sàn ngành dược là 20, trường Đại học Đại Nam hiện đã nhận được 300 hồ sơ đăng ký xét tuyển, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 400. Với các trường thuộc top trung và top dưới, giới hạn điểm sàn có thể khiến việc tuyển đủ chỉ tiêu trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, đây là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng tuyển sinh. Và trường Đại học Đại Nam nhận định đây sẽ là một năm khó khăn đối với tuyển sinh đầu vào. Và tuy nhiên, bằng chất lượng cũng như là uy tín mà nhà trường đã xây dựng trong nhiều năm vừa qua, thì trường Đại học Đại Nam tin tưởng năm nay cũng đạt được 80% là chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ giao cho. Nhà trường sẽ có một số những cái chính sách đối với cả sinh viên, đặc biệt là có quỹ học bổng lớn hơn để thu hút những sinh viên có điểm cao, học giỏi. Theo thống kê sơ bộ, năm nay có trên 33.000 chỉ tiêu xét tuyển vào các trường thuộc khối ngành sức khỏe, trong khi tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển gấp gần 5 lần. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ giám sát chặt chẽ công tác tuyển sinh của các trường đại học thuộc khối ngành sức khỏe, đảm bảo chất lượng đầu vào cho khối ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân.